thiên nhiên thật kỳ diệu. Đây là nấm linh chi. Tên của loại nấm này là linh chi gì thì mình không rõ. Khi ra thăm vườn thì thấy nó mọc ở dưới gốc me. Đây là hai cây nấm cũng khá là nhỏ thôi à. Chút xíu thôi. Nhưng mà bên đây cây nấm chà bá lửa luôn nè. Đấy, rất là to luôn. Nó mọc ở dưới gốc me. Dưới này thì có rất là nhiều cành cây gỗ khô mục. Phía dưới có thêm một cái chồi nấm nữa nè. Đây nè. Rồi, kích thước của nó luôn. Mình quay cho mọi người xem. Thiên nhiên thật kỳ diệu. Những thứ mà thiên nhiên tạo ra thì con người không thể nào mà đoán trước, biết trước được. Tự nhiên nó mọc thôi. Đấy. Cái này thì mình không thấy cái bào tử như nó bị rửa trôi hết rồi. Tường nấm nó có một cái lớp bào tử, một cái lớp mỏng ở trên. À, có nè, cái màu nâu nâu này. Còn bên này thì nó bị khô rồi, mình lấy mình làm kiển được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người, đây là một cái cây thù lù hay là cây gọi là cây tầm bóp, dại mọc hoang ở xung quanh vùng ven trong farm. Thì sẵn tiện hôm nay ra farm thì mình quay cho mọi người xem luôn. Cây rất là sung và to nha mọi người. Đây nè, nhìn cái thân cây thấy nó bự to cỡ nào rồi. Trái của nó nè, hiện tại chưa chín ha, trái nó còn nhỏ. Thì mai mốt nó chín là mình sẽ đã hái và ăn thử cho mọi người xem. Tầm bóp dại mà đợt trước mình cũng ăn thử thì cũng khá là ngọt ha. Còn tầm bóp mà tầm bóp kinh doanh á, người ta trồng người ta đã lai tạo rồi thì trái nó to hơn. Nhưng mà quay cái cây dại cho mọi người biết thì cơ bản cây kinh doanh người ta cũng lai tạo từ cây dại mà ra thôi. Đấy, trái nó nè. Còn bên đây là cái chai này bông rất là đẹp, ở quê mình gọi là cây tầm bao, nó có cái lớp màng bao hoài nè, cái trái chín là ăn cũng rất là ngon thơm. Cái cây này gọi là cái cây gì người ta làm thuốc cái quên mất tiêu.